Công ty chủ quản và điều hành tàu chở hàng Choose Confident thuộc sở hữu của Hy Lạp cho biết con tàu này đã bị trúng một quả tên lửa tại địa điểm cách cảng Odessa của Ukraine. Tuyên bố được các hãng thông tấn quốc tế trích dẫn của công ty trên nêu rõ tàu True Confidence đang thả trôi trong tình trạng bị cháy, nhưng chưa có thông tin cụ thể về tình trạng của 20 thành viên thủy thủ đoàn và 3 vệ sĩ có vũ trang trên tàu. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết vụ việc đã khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Lực lượng Houthi ở Yemen tối cùng ngày xác nhận đã gây ra vụ tấn công trên. Chỉ vài giờ sau vụ tấn công của Houthi, các máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh đã tiến hành 2 cuộc không kích nhằm vào sân bay quốc tế Hodeidah ở miền Tây Yemen. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington sẽ buộc lực lượng Houthi ở Yemen phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công vào tàu True Confidence, nhấn mạnh đây dường như là trường hợp tử vong đầu tiên trong các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu chở hàng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron lên án các cuộc tấn công liều lĩnh của Houthi nhằm vào hoạt động vận chuyển toàn cầu. Nga ngày hôm qua đã tấn công tên lửa vào kho chứa máy bay không người lái của Ukraine tại Odessa. Vụ việc này diễn ra vào thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis có chuyến thăm thành phố cảng quan trọng này của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết là cuộc tấn công nhằm vào một kho chứa máy bay không người lái ở khu vực cảng thương mại, nơi các phương tiện đang được chuẩn bị cho lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng. Trước đó, thì Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Mitsotakis xác nhận đã xảy ra các vụ nổ tại thành phố cảng Odessa. Ông Zelensky lên án hành động của Nga và tiết lộ cuộc tấn công đã khiến một số người thiệt mạng và bị thương, nhưng chưa có con số cụ thể. Và trong một phản ứng mới nhất, Nhà Trắng cho rằng vụ tấn công trên cho thấy là Ukraine cần thêm hỗ trợ quân sự. Về phần mình, thì Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cũng đã lên án cuộc tấn công của Moscow và cho biết Liên minh châu Âu đứng về phía Ukraine. Đã có ít nhất 8.565 người thiệt mạng trên các tuyến đường di cư trên toàn thế giới trong năm 2023. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế IOM, thì con số này phản ánh năm 2023 là năm mà số người di cư thiệt mạng cao nhất kể từ khi các dữ liệu bắt đầu được thống kê từ khoảng 10 năm trước. IOM cho hay số người di cư thiệt mạng năm 2023 đã tăng 20% so với năm 2022, nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết các chính phủ phải hành động để ngăn chặn tình trạng này. Số liệu của năm 2023 cũng đã vượt qua mức cao nhất từng được ghi nhận trước đó là 8.084 người vào năm 2016. IOM cũng nêu rõ vì vẫn còn rất ít những tuyến đường di cư an toàn và được quản lý tốt, nên hàng trăm nghìn người vẫn chọn đi qua những tuyến đường bất hợp pháp, bất chấp những điều kiện vô cùng thiếu an toàn. Hai sự kiện nóng diễn ra trong tuần này. Thứ nhất là ngày bầu cử siêu thứ ba diễn ra vào ngày 5 tháng 3 vừa qua. Và thứ hai là bản thông điệp liên bang năm 2024 dự kiến sẽ được Tổng thống Joe Biden trình bày trước Quốc hội vào ngày hôm nay 7 tháng 3. Nội dung của thông điệp liên bang Mỹ năm 2024 vẫn còn là dấu hỏi, nhưng kết quả bầu cử siêu thứ ba đã rất rõ ràng. Trong lịch trình bầu cử sơ bộ ở Mỹ thì siêu thứ ba là ngày có nhiều bang đi bỏ phiếu nhất. Thay vì các cuộc bầu cử sơ bộ riêng lẻ ở từng bang trong vài tháng qua, ngày đặc biệt này quy tụ 15 cuộc bầu cử sơ bộ đối với Đảng Cộng Hòa và 16 màn chạy đua ở phía Đảng Dân Chủ. 15 bang tổ chức bầu cử sơ bộ cho cả hai đảng, bao gồm Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont và Virginia. Ngoài ra, thì Đảng Dân Chủ còn tổ chức bầu cử sơ bộ tại vùng lãnh thổ Samoa. Và thông thường, thì 1/3 tổng số đại biểu tham dự Đại hội Đảng Cộng Hòa hoặc là Đảng Dân Chủ sẽ được bầu vào ngày siêu thứ ba. Các cuộc bầu cử vào ngày này sẽ phân bổ 865 trên 2.429 phiếu đại biểu của Đảng Cộng Hòa và 1.429 trên 3.933 phiếu đại biểu của Đảng Dân Chủ cho các ứng cử viên. Và đây là bức tranh thể hiện kết quả sau ngày bầu cử siêu thứ ba bên phía Đảng Dân Chủ, theo dữ liệu cập nhật từ CNN. Theo đó, thì những bang được đánh dấu màu xanh dương này thể hiện chiến thắng của đương kim Tổng thống Joe Biden. Sau ngày bầu cử siêu thứ ba, thì ông Joe Biden giành được số lượng phiếu đại biểu như sau. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cần ít nhất là 1.968 phiếu đại biểu để giành tấm vé của Đảng ra tranh cử Tổng thống. Còn đây là kết quả sau ngày bầu cử siêu thứ ba bên phía Đảng Cộng Hòa, với những ô màu đỏ thể hiện chiến thắng của ông Donald Trump và màu cam là biểu thị chiến thắng của bà Nikki Haley.
Sau ngày bầu cử siêu thứ 3, thì ông Donald Trump đã giành được số phiếu đại biểu như sau. Và bà Nikki Haley thì giành được số phiếu đại biểu. Ở phiếu đại biểu, một ứng viên Đảng Cộng Hòa cần tối thiểu là 1.215 phiếu để giành tấm vé của đảng ra tranh cử tổng thống. Và toàn bộ những ô màu xám là những bang chưa tiến hành bỏ phiếu. Mùa bầu cử sơ bộ tổng thống sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 6 khi Guam và quần đảo Virgin thuộc Mỹ tổ chức các cuộc họp kín của Đảng Dân Chủ. Sau tiến trình bầu cử sơ bộ, toàn bộ các đại biểu được bầu sẽ tham dự Đại hội Đảng Toàn quốc. Các đại biểu sẽ thay mặt cử tri bỏ phiếu trao tấm vé ứng cử viên đại diện cho đảng tham gia bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào thứ Ba, ngày 5 tháng 11 tới đây. Ngày siêu thứ ba tại Mỹ thì vẫn luôn được giới quan sát đánh giá sẽ định hình cuộc đua vào Nhà Trắng khi phản ánh mức độ ảnh hưởng và sự uy tín của các ứng cử viên tổng thống, phác họa rõ nét bức tranh của chặng đua cuối cùng. Và để có cái nhìn rõ nét hơn nữa về bức tranh này thì chúng tôi có mời đến trường quay ngày hôm nay khách mời là nhà báo Phạm Phú Phúc, chuyên gia bình luận các vấn đề quốc tế và cũng là một khách mời đã có rất nhiều năm công tác tại Mỹ. Vâng, cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay. Vâng, với kết quả bầu cử sau ngày siêu thứ ba ngày 5 tháng 3 vừa rồi thì ông có nhận định như thế nào và liệu rằng kết quả này định hình ra sao về cuộc đua bầu cử Mỹ năm nay ạ? Vâng, tôi phải nói ngay thế này. Trong rất rất nhiều cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua thì ngày siêu thứ ba luôn là ngày được chờ đợi nhất, sôi động nhất và nó hấp dẫn nhất. Thế thì cái lần này siêu thứ ba ngày 5 tháng 3 vừa rồi nó cũng không ngoài cái đã thành gần như là truyền thống như thế rồi, bầu cử Mỹ. Thế thì lần này với Đảng Cộng Hòa thì người ta cùng lúc người ta bầu ở 15 bang và một vùng lãnh thổ. Trong khi đó Đảng Dân Chủ cùng lúc bầu tại 16 bang để tìm ra ứng cử viên duy nhất của Đảng Dân Chủ và duy nhất của Đảng Cộng Hòa. Thế thì cái lần này nó cũng khác thêm, nó sôi động thêm bởi vì có hai cái bang gọi là siêu chiến trường. Đó là California và Texas cũng tổ chức bầu cử vào cái ngày này. Thế và ngày này, mùng 5 tháng 3 rồi, nó lại hấp dẫn là cái này. Nó một số ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đã tự động rút lui sau cái kết quả ngày siêu thứ ba. Và cũng như vậy với Đảng Cộng Hòa, còn có hai ứng cử viên nhưng một ứng cử viên gọi là đối thủ, ta cứ tạm gọi là nặng ký nhất của cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã rút lui, tự nguyện rút lui. Đấy là những cái kết quả bầu cử của cái ngày siêu thứ ba vừa rồi. Thế và nữa, cái ngày siêu thứ ba hôm 15 tháng 3 trong cái bầu cử 2024 này của Mỹ thì nó ngoài cái việc là bầu Tổng thống thì cả hai bên cùng bầu một số các cái cấp lãnh đạo khác. Nên nó làm cho cái ngày nó rất sôi động, rất hấp dẫn. Và cũng cái ngày 5 tháng 3 vừa rồi nó thêm một lần nữa cho thấy là những năm gần đây các cử tri Mỹ có vẻ như không quan tâm nhiều đến chính trị thượng tầng nữa. Ý tôi muốn nói là số cử tri đi bầu ít hơn. Thế còn kết quả bầu cử như thế nào? Thì như tôi vừa nói, Đảng Dân Chủ, các ứng cử viên không nặng ký sau ngày 5 tháng 3 vừa rồi đã tự động rút lui. Và bây giờ dường như chắc chắn là đương kim Tổng thống Joe Biden sẽ là người đại diện cho Đảng Dân Chủ trong cái cuộc đại hội vào tháng 7 tới. Vâng. Bởi vì ông đã tiến sát đến cái mục tiêu là 1.968 người ủng hộ rồi. Vâng, trong tổng số 3.934 đại biểu đi dự đại hội của Đảng Dân Chủ. Trong khi đó thì bên Đảng Cộng Hòa cũng như vậy. Bà Nikki Haley đã tự động rút lui. Và bây giờ ứng cử viên duy nhất còn lại, đấy là ông Donald Trump. Dường như là chúng ta đang thấy rằng là giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ dường như là chắc chắn là sẽ là một cái màn tài đấu giữa đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đúng không ạ? Đúng như vậy. Vậy theo dõi trong suốt tiến trình các bầu cử sơ bộ vừa qua cũng như là chính sách được các ứng cử viên đưa ra thì ông đánh giá như thế nào đối với những cái việc, những cái chính sách mà họ đưa ra, bởi vì những cái chính sách đó cũng sẽ là những cái chính sách mà quyết định cái lá phiếu của cử tri sẽ trao về tay ai ạ? Vâng, tôi phải nói ngay rằng bây giờ gần như chắc chắn 99,99% đó là sẽ có màn tái đấu giữa đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Và đây tôi xin thưa là lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm qua, trong các cuộc bầu cử,
Vì từ năm 1956 mới xảy ra cái kiểu như lần này. Tức là hai ông vừa đấu ở lần trước thì lại gặp nhau ở lần bầu cử tiếp theo. Đấy là cái rất đặc biệt trong bầu cử 2024 này. Và cái thứ hai nữa là cũng có một cái mà báo chí Mỹ đã rút ra là dường như bây giờ các cử tri Mỹ người ta lại thích những ứng cử viên cao tuổi hơn. Báo chí Mỹ điểm lại các cái cuộc bầu cử gần đây thì đầu hầu hết cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều là những người rất cao tuổi. Nên lần này người ta cũng không ngạc nhiên lắm khi một vị thì 77 tuổi, một vị thì 81 tuổi vào tranh đua. Thế còn các cái gọi là chính sách đưa ra như thế nào thì bây giờ nó cũng chưa rõ ràng, bởi vì bây giờ chưa phải là lúc hai vị ấy tái đấu với nhau mà còn là bầu cử ở từng đảng riêng biệt. Nhưng cái mà tôi biết được ấy, thì hai ông đều nhằm vào những cái yếu của nhau. Thí dụ như ông Biden thì nhằm vào những cái yếu của ông Donald Trump trong cái nhiệm kỳ đã qua 4 năm trước đây. Trong khi đó thì ông Donald Trump lại nhằm vào các vấn đề kinh tế, các vấn đề xã hội và các an ninh biên giới mà ông Biden không làm được như ý của nhiều cử tri Mỹ. Vâng, có lẽ là không chỉ chúng ta đâu mà cộng đồng quốc tế cũng hết sức là quan tâm đến cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Bởi vì năm 2024 thì không chỉ có bầu cử Mỹ đâu ạ, còn rất nhiều cuộc bầu cử quan trọng nhất và tới đây gần đây nhất chính là ngày bầu cử tổng thống Nga tại Nga vào ngày 17 tháng 3. Và cái kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ như thế nào thì có lẽ là hiện tại chúng ta mới chỉ có một cái bức tranh gọi là sơ bộ sau các cuộc bầu cử sơ bộ, và còn một số bang thì cũng chưa tiến hành bỏ phiếu đúng không ạ? Sẽ vẫn còn một số những cái cuộc bầu cử nữa, và đặc biệt là bầu cử của phía Đại hội Đảng Cộng Hòa và Đại hội Đảng Dân Chủ, để từ đó có thể là đề ra cái ứng cử viên chính thức của một đảng. Sau đó thì sẽ đến những cái màn tranh luận trên truyền hình của hai ứng cử viên đúng không ạ? Và, đúng vậy. Vâng, và có lẽ là cũng từ đó thì chúng ta cũng sẽ nắm rõ hơn được chính sách gọi là đường hướng mà các ứng cử viên sẽ đưa ra để tập trung được lá phiếu của các cử tri trong ngày 5 tháng 11. Có lẽ là chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ ngày hôm nay của nhà báo Phạm Phú Phúc và xin được gặp lại ông trong những chương trình tiếp theo cùng nói về chủ đề đó là bầu cử tổng thống Mỹ ạ. Xin cảm ơn với những chia sẻ ngày hôm nay. Và Mục Thế giới đa chiều cũng khép lại bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi.